Xin chào các anh chị. Trong video này thì em sẽ nói về cái chuyện tạo địa hình từ cái file CAD như thế này đây. Chúng ta có một cái file 3D CAD, có nghĩa là CAD này là nó có trong 3D. Thường thì cái này sẽ do cái bên khảo sát người ta cung cấp cho mình, hoặc là các anh chị sẽ lấy nó từ Google Maps. Lấy nó từ Google Maps thì có nhiều cách. Thứ nhất là dùng SketchUp rồi đưa qua CAD. Còn thứ hai đó là các anh chị sẽ sử dụng một cái add-in của AutoCAD. Các anh chị sử dụng cách khác cũng được, miễn sao có được cái file như thế này thôi. Đây là cái file AutoCAD bình thường thôi, không có gì hết. Các anh chị cũng có thể tạo nó bằng Revit qua CAD, hay qua CAD đưa lại. Các anh chị có thể xem cái clip đó. Rồi, bây giờ đó là để sau khi có nó rồi đó thì mình sẽ đưa vào Revit để tạo ra được một cái địa hình như thế này. Đây là một cái file size tổng mà của một cái dự án mình từng làm. Trong cái size này nè, nó sẽ link những cái file Revit con vào bên trong. Mình sẽ sắp xếp những cái nhà này theo từng mẫu thêm một cái cụm như nè. Ha. Rồi mỗi cái nhà này một cái file riêng. Mình đưa vào trong cái địa hình rồi mình cũng vẽ này vẽ nọ, rồi xong rồi sau đó thì mình sẽ đưa vào cái phần mềm diễn họa, mình bắt đầu mình cắm cây cắm cỏ rồi để xe để người vân vân. Đây là cái cách làm đây mọi người ạ. Chúng ta sẽ mở Revit lên, ở đây mình dùng Revit 21 luôn ha. Chúng ta mở một cái file Revit mới, các anh chị sẽ đưa file CAD vào rất là dễ thôi. Đầu tiên là mình vào Insert nè, chọn liên kết liên kết rồi xong rồi mình sẽ đưa cái file CAD vào. Cái file CAD này chưa có phải không? Mọi người sẽ file CAD ở đây nha. Mọi người đánh chữ N là Unit. Rồi. Cái đơn vị của nó là inch. Inch thì một khi mọi người lưu á thì CE ha. Rồi. Như thế này đi. Đặt tên là H3 chẳng hạn. Ví dụ vậy. Rồi. Mọi người sẽ chọn cái file này. Còn cái đơn vị của nó mình phải chọn đúng luôn nha, là inch. Ok. Rồi mình có thể chọn là center để đưa nó đúng vị trí ha. Đưa nó từ cái tâm của file CAD vào đúng tâm của cái này ha. Chứ không có cần quan tâm đến vị trí của nó, miễn sao là nó nằm ngay giữa cái hình thôi. Còn cái tọa độ thì mình sẽ nói sao. Thường thì mình sẽ dùng cái này. Nếu như chỉ có một file, còn nếu mà chừng nào vấn đề mà tọa độ rất quan trọng á thì mình sẽ kiểm tra cái hệ tọa độ xe coordinate này nè. Ok, cứ đưa cái này vào đi rồi mình có thể xác định tọa độ lại dễ dàng. Đó, chúng ta đã đưa cái phần địa hình vào trong cái file rồi, nó rất là lớn nha mọi người đó. Và chúng ta khi mà chúng ta đưa đó, em nhắc lại lần nữa nè, chọn em còn Ctrl Z lại liên kết nè. Rồi, mọi người chọn đơn vị cho đúng nha. Layer thì có thể chọn tất cả. Còn cái màu đó thì khuyến khích mọi người chọn Restore để mà có giữ lại cái màu cũ của layer. Invert là đảo màu, Black and White là trắng đen. Thế thôi. Nha, 3D CAD mà, đưa vào trong 3D luôn. Rồi sau đó đó thì các anh chị sẽ vào cái phần đó là Masking and Size, Solver Surface. Rồi, mọi người có cái chức năng là Reprom Import nè. Nha, Instant. Rồi, tiếp vào. Các anh chị chú ý nha, đây là cũng là một trong những câu hỏi mà các anh chị có thể gặp khi mà thi cái đề thi mà Certificate chứng chỉ quốc tế Autodesk ra Autodesk Revit nha. Nè, mình bấm vào nè. Thì nó sẽ cho phép kêu mình đó là chọn cơ mình chọn một cái layer để mình tạo địa hình từ nó. Rồi. Em nhớ là trong cái đề thi mà chứng chỉ quốc tế Autodesk đó, là nó có một cái câu hỏi là khi mình chọn là mình làm đúng theo các thao tác của nó là được ha. Trong đó đó thì nó có kêu á là cũng bấm chọn cái lệnh như thế này nè, nhưng mà phải bỏ đúng cái layer của nó yêu cầu ra, rồi chọn đúng cái layer nó muốn. Còn chứ nếu mà cứ chọn sai layer đó là nó sẽ ra cái diện tích nó khác liền. Bây giờ mình sẽ chọn hết nha, mình chọn hết cả ba, bấm OK. Chọn hết cả ba bấm OK thì mình sẽ được rồi, kết thúc lệnh nè, mình sẽ được một cái địa hình. Bây giờ em sẽ di chuyển cái địa hình này ra một cái đây ha, coi chế độ của consistent color đi, được chưa? Rồi bây giờ cũng turbo nữa nè, rồi cũng rearrange import instance, tiếp chọn nè. Bây giờ mình chọn cái red thôi ha, là những cái đường màu đỏ đó, OK.
rồi kết thúc lệnh. Nè, nó sẽ chỉ tạo cái địa hình dựa trên những cái đường màu đỏ thôi. Khác ha. Rồi. Tiếp tục nè. Toggle nè. Create from import instance. Đây, mà nếu mình chọn chỉ màu vàng thôi đó thì nó khác nữa. Đúng không ạ? À? Rồi. Kéo ra. Rồi. Bây giờ thì mỗi cái này nè, nó sẽ có những cái thông số là projected area và surface area. Nó khác nhau. Tất nhiên rồi. Đấy. Thì như vậy à, đây là cái cách mà chúng ta dựng địa hình từ cái file import ha. Chúng ta có sẽ có những cái file này. Một là từ survey. Còn hai là các anh chị có thể lấy từ những cái hình không những cái hình từ những cái Google Maps như thế này nè. Google Earth á. Mọi người phải lấy từ cái Google Earth đem về ha. Đây. Rồi. Để nói thêm nữa, tại vì sẵn nhắc tới chuyện và câu hỏi luôn đó, thì các anh chị sẽ gặp một số cái vấn đề nữa là mình phải coi coi á, là cái câu hỏi nhiều khi nó yêu cầu của mình á, nó chỉ vào cái đường này, đường thí dụ là đường thứ năm thứ sáu thì đi, rồi nó yêu cầu mình phải biết tên của cái layer đó đằng để mà mình rồi khi mà mình tạo đó mình ẩn đó, cái layer đó đi. Bây giờ mình chọn file case này, các anh chị sẽ có cái một query nè. Ví dụ là nó chúng ta có thể check check coi là cái đường này thuộc layer nào, bấm chuột vào nó, bao chọn query rồi bấm chuột vào nó nè, nó sẽ nói mình cái layer này tên là red vậy đó nha. Rồi do cái file case này thì chỉ có layer là số 0 nè, rồi red và yellow thì nó rất là dễ thôi, nhưng mà nếu như các anh chị gặp những câu hỏi mà nó khó hơn á, có nhiều rất là nhiều layer á, thì các anh chị phải phải check query này, check coi đó là cái yêu cầu của đề bài rồi, nó kêu anh chị lấy cái layer nào để từ đó vẽ ra. Bởi vì cái số này á, là mỗi cái nó mỗi khác mà, sai một ly đi một dặm mà, đúng không? Chỉ cần mình điền sai số một cái thôi là nó sai liền. Rồi như vậy em đã giới thiệu xong cái phần mà dựng địa hình từ cái file case import bằng bằng cách biết chọn và có layer ha. Các anh chị có thể đón thêm những clip khác. Cảm ơn ạ.